Xin kính chào quý vị, ngày hôm nay là 28 tháng 5 năm 2016 và chúng tôi đang sửa soạn cái bộ bàn ăn tròn chân cá và gồm 6 ghế. Lau đi cái. Để giới thiệu đến quý vị thì hiện nay chúng tôi đang quay ở bên tầng 1 khu B và bên kia là khu A của chúng tôi, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây, thằng cu nhà tôi hiện nay đang được nghỉ hè và đang giúp bố để phụ giúp cái việc sắp xếp lại cửa hàng. Còn bóc cái ấy ra, còn cho cái vòng bi đây, không có vòng bi kìa. Kính thưa quý vị, là bộ này thì ở bàn là đường kính 1m19 và kèm theo 6 chiếc ghế cung đàn chân mập. Cái ghế này thì quý vị cũng biết là tất cả nó bằng gỗ hương và cái chân của nó là vuông 6 phân. Thậm chí có lúc tiện dư gỗ tôi còn làm lên đến 6 phân rưỡi. Và cái chân đằng sau là liền đây. Chính vì cái chân đằng sau là liền cho nên nó sẽ là vô cùng là an toàn. Cho nên chúng tôi là bảo hành mãi mãi luôn, không bao giờ có chuyện ngồi ghế này bị ọc quạch. Bởi vì cái chân thông thường ấy, con cho kính cái lên. Cái chân thông thường thì của cái ăn nó chỉ là vuông 4 phân, nhưng riêng loại này là vuông 6 phân. Như vậy tiết diện của nó là 36, gấp hơn 2 lần là tiết diện của cái 4416. Hiện nay là cháu đang đặt cái mâm nhỏ lên trên cái vòng bi. Và đấy, như thế này ạ, là cái bàn dành cho 6 người. Bây giờ cháu đang lau đi đã, các bác xem. Cái bàn ăn tròn là cách sử dụng rất là văn minh, bởi vì khi chúng ta ngồi ăn ở một điểm như thế này, mỗi một người là có bát nước chấm riêng và thìa dĩa bát riêng, thế còn thức ăn thì để phần giữa và lâu lâu thì bà nội trợ sẽ xoay nhẹ đi. Để ví dụ như cái chỗ chấm trắng kia là một cái món đặc biệt chẳng hạn, thế thì lâu lâu đảo qua một tí. Tránh tình trạng ở cái bàn dài và bàn dĩ nhật thì bà chủ nhà luôn luôn phải làm hai đĩa, bởi vì không ai lại vươn tay dài ra tận ngoài bên kia để gắp cả. Và trở lại cái vừa nãy thì tôi đã quay kỹ chiếc ghế rồi, quý vị xem đây. Đây, thế còn thì về cái bàn ấy, bàn đường kính trên là 1m19 và cái yếm này là hình tang trống. Nó có cả phần lấy nền, có cả phần đục thủng. Tóm lại là cái lối làm rất cầu kỳ. Và bây giờ quý vị quan sát cái chân. Phần dưới chân là một cái bệ tròn, xong lên là ở giữa ở bốn cái cánh này là có bốn con cá chép và hoa sen, tượng trưng cho cái câu niên niên hữu dư. Với người Đài Loan khi họ đặt tôi cái mẫu này, họ nói rằng là niên niên nhiều ý. Hiện nay trong cửa hàng của tôi thì đang có các cái bàn này dành cho đủ các cái cỡ nhỏ nhất là tròn 1m19 dành cho 6 ghế, tiếp theo là 1m33, 1m53, 1m72 dành cho 8 người và 12 ghế. Và những chiếc ghế này chúng tôi đang có cả trăm chiếc. Tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin quý vị cứ liên lạc với cái xe Đức số điện thoại 0984669 và nhắc là cái bộ quay ngày 28 tháng 5, mã số B6H280516, tức là bàn dành cho 6 người, gỗ hương, ngày 28 tháng 5 năm 2016. Tôi hiền cảm ơn.